Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, thứ Sáu vừa rồi mới làm về đề xuất của nghị sĩ Philippines về việc xin tuần dương hạm tên lửa của Mỹ, thì ngay sau đó, anh bạn mình lại tặng ngay cho một ý tưởng về việc một người bạn tốt của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng có thể tặng cho chúng ta một tàu khu trục tên lửa chẳng hạn. Khu trục thì nhỏ hơn tuần dương, triển vọng tương lai Việt Nam trang bị tới tàu khu trục cũng có thể xảy ra, mà thực tế, một số nước Đông Nam Á hiện nay đã bắt đầu trang bị các tàu chiến có kích cỡ ngang ngửa tàu khu trục, mặc dù họ xếp vào nhóm tàu hộ vệ cỡ lớn Frigate. Điển hình là hợp đồng mua tàu hộ vệ đến 6.000 tấn kiểu 31 của Indonesia. Với kích cỡ này thì các chiến hạm hoàn toàn có thể phân loại tới tàu khu trục nếu muốn. Do đó, so với tuần dương hạm tên lửa của Mỹ thì ý tưởng triển vọng nhận viện trợ tàu khu trục xem ra có khả thi hơn một chút. Hơn nữa, quốc gia đối tác tiềm năng có thể hiện thực hóa giấc mơ này không phải là Mỹ mà là một quốc gia khác có quan hệ hợp tác tương đối hiệu quả với Việt Nam trong thời gian qua. Đó là nước bạn Cộng hòa Ấn Độ. Sau đây, xin giới thiệu một số quan điểm cá nhân của bạn Nguyễn Xuân Thành, cũng là tác giả của bản tin về tiềm năng sản xuất máy bay vận tải AN-26 ở Việt Nam. Mong anh em ném đá nhẹ nhàng. Như các bạn đã biết, hợp tác quân sự quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ trong các năm qua tương đối tốt đẹp. Đặc biệt nhất phải kể đến đó là việc vào năm 2023, Ấn Độ đã hào phóng rút biên chế tặng cho Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa INS Kipan trong vòng một tháng kể từ ngày tuyên bố. So với các đợt viện trợ trang bị quân sự từ Mỹ hay từ Hàn Quốc, tốc độ chuyển giao của Ấn Độ là vô cùng ấn tượng. Hơn thế, họ chuyển giao gần như nguyên vẹn, không rút bớt trang bị trên tàu như các nước khác, giữ nguyên cấu hình chiến đấu. Với tiền lệ INS Kipan, ngay từ thời điểm Ấn Độ bàn giao trang bị này, chúng tôi đã đưa ra những dự đoán về khả năng Ấn Độ sẽ tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các tàu chiến đã qua sử dụng thông qua các hợp tác trao đổi giữa hai bên. Cụ thể, ngay trong số các tàu chị em của INS Kipan còn có hai chiếc cùng lớp tàu này mà Ấn Độ đang lên kế hoạch sẽ cho nghỉ hưu, bao gồm INS Khanza và Kutha. Xét tiền lệ nhận trang bị cũ, thường thì chúng ta cố gắng làm việc xin viện trợ từ 2 đến 3 chiếc. Việc trang bị số lượng tàu cũ lớn hơn một chiếc liên quan tới truyền thống trang bị hải quân, đó là mua theo cặp chứ không mua lẻ một chiếc. Do đó, nhiều khả năng ta có thể sẽ nhận thêm các chiến hạm cùng lớp INS Kipan. Việc vận hành các tàu hộ vệ tên lửa 1.300 tấn này với Việt Nam cũng tương đối thuận lợi khi Ấn Độ cũng là một quốc gia có truyền thống sử dụng hệ vũ khí Nga Sô. Do đó, các tàu chiến Ấn Độ thường trang bị vũ khí hải quân có nguồn gốc từ Nga Sô giống như Việt Nam. Mà với các tàu như Kipan, bộ vũ khí bao gồm pháo hạm AK-176, pháo phòng không AK-630, tên lửa P-21-22 đều là những thứ quen thuộc với ta. Vì lẽ đó, tàu chiến Ấn Độ có thể sẽ là một giải pháp không tệ cho Việt Nam trong việc tìm kiếm chiến hạm cỡ lớn thế hệ mới trong bối cảnh người Nga ngày càng lún sâu vào cuộc xung đột Ukraine khó mà có thể kết thúc một cách dễ dàng trong vài năm tới. Cùng với việc thay máu đội tàu hộ tống được đóng từ cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, Ấn Độ cũng đang trong quá trình thay máu hạm đội tàu hộ vệ cỡ lớn cũng như các tàu khu trục kiểu cũ. Trong 30 năm qua, thông qua hợp tác quy mô lớn với Nga, Ấn Độ đã mua và trang bị 6 tàu hộ vệ tên lửa 4.440 tấn, đề án 11356PM và đang mua thêm 4 chiếc nữa. Cùng với việc mua trang bị, Ấn Độ cũng thúc đẩy việc mua sắm công nghệ, đào tạo con người để tự thiết kế, chế tạo 3 tàu hộ vệ hạng nặng, đề án 17, cỡ 6.200 tấn, 7 tàu khu trục tên lửa tàng hình 7.400 tấn thuộc đề án 15AB với tổng giá trị hàng tỷ đô la. Các tàu chiến này sử dụng khá nhiều công nghệ từ Nga, Israel và của chính Ấn Độ. Cùng với quá trình đóng mới, Ấn Độ cũng từng bước cho nghỉ hưu các tàu khu trục kiểu cũ được đóng từ thập niên 70-80 tại Liên Xô. Nổi bật nhất là tàu khu trục tên lửa đề án 61ME, phiên bản xuất khẩu của tàu chống ngầm cỡ lớn đề án 61 phục vụ trong hải quân Liên Xô. Năm 1974, Ấn Độ đã lựa chọn phiên bản cải tiến từ đề án 61 để hiện đại hóa hải quân của mình. 5 chiếc đã được chế tạo tại nhà máy 61 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Ukraine từ năm 1976. Đến nay, Ấn Độ đã cho nghỉ hưu chiếc đầu tiên INS Rajput và chiếc thứ 3 INS Ranjit. Trong đó, chiếc số 3 đã đem ra làm bia tập bắn trong cuộc tập trận Chopec 21. Dự báo trong vòng vài năm tới, 3 chiếc còn lại, những chiến hạm trụ cột của Hải quân Ấn Độ trong thập niên 80-90 sẽ sớm nhận lệnh nghỉ hưu, số phận của chúng ra sao đến nay còn chưa biết rõ. Trong bối cảnh đó, theo quan điểm cá nhân của Vietnam Defense, 3 chiếc tàu khu trục thuộc đề án 61 có thể sẽ là cứu cánh cho kế hoạch nâng cấp trang bị của Hải quân Việt Nam. Như thường lệ, trước khi đi vào phân tích về sự phù hợp với Hải quân Việt Nam, chúng ta cần phải lược qua một chút về tham số kỹ thuật của một tàu khu trục như đề án 61.
Nghe tới phân cấp khu trục hạm, ta thử nghĩ đó là các chiến hạm đến 7.000 hoặc 8.000 tấn như lớp Elibert của Hải quân Mỹ, và như thế, chẳng cần bàn cãi, tiền đâu ra mà vận hành các tàu lớn tới vậy. Tuy nhiên, mỗi thời mỗi khác, vào thập niên 70, thiết kế phân cấp các tàu khu trục cũng có những kích cỡ khác biệt. Mà với đề án 61ME, con tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn chỉ là 3.950 tấn, toàn tải là 4.974 tấn, dài 146,5m, rộng 15,8m, mớ nước 4,8m. Kích cỡ này thực tế không to hơn nhiều so với tàu hộ vệ đề án 11356 hay kiểu 22350 mà Việt Nam được cho là đã từng nhắm tới trước khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Ví dụ như đề án tàu hộ vệ tên lửa cỡ lớn 11356 mà Việt Nam từng nhắm tới đã có lượng giãn nước toàn tải đến 4.000 tấn, dài 124m. Cho nên về mặt kích thước, thực ra đề án 61 không quá lớn đâu, chúng là các tàu khu trục thời chiến tranh lạnh nên tiêu chí thiết kế bấy giờ cũng khác biệt. Con tàu được trang bị tổ hợp động cơ tuabin khí M3E do Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Ukraine cung cấp, cho phép đạt tốc độ 35 hải lý trên giờ, dự trữ hành trình 8.300 km với tốc độ kinh tế 18 hải lý trên giờ, kể cả khi chạy ở tốc độ cao liên tục 30 hải lý trên giờ, dự trữ hành trình vẫn lên tới 4.800 cây số. Về cấu hình vũ khí, đề án 61ME sử dụng bộ trang bị cơ bản không khác mấy cấu hình gốc ở Liên Xô. Ngoại trừ việc trong quá trình cải tiến theo yêu cầu của khách hàng, thay vì bệ pháo 76 ly ở đuôi, một nhà chứa trực thăng bán chìm đã được thiết kế. Cụ thể, cấu hình nguyên bản của đề án 61ME vào thập niên 80 bao gồm một khẩu pháo AK-726 với hai nòng pháo 76,2 ly cùng 600 viên đạn, bốn khẩu pháo phòng không cao tốc AK-230 loại 2 nòng hoặc bốn khẩu AK-630 loại 6 nòng, bốn bệ phóng với các tên lửa hành trình chống hạm cận âm P-20 phiên bản xuất khẩu của tên lửa P-15U ở Liên Xô với tầm bắn 35-40 km. Dù có hơi buồn xíu về tầm bắn của tên lửa chống hạm, nhưng tên lửa phòng không trên tàu khu trục đề án 61ME là loại xịn sò khi nó được trang bị tổ hợp phòng không tầm trung M1 Volna, một phiên bản trên hạm của tên lửa S-125 Petora nổi tiếng. M1 Volna được thiết kế để phòng thủ tập thể, đội hình tàu đẩy lùi các cuộc tiến công của máy bay và tên lửa hành trình. Tổ hợp này có thể đánh tàu mặt nước khi cần. Trên tàu khu trục 61ME được bố trí hai bệ phóng, mỗi bệ có hai cánh tay máy có khả năng nạp đạn tự động với cơ số 8 đạn mỗi bệ phóng. Đạn tên lửa V-600 của M1 Volna đạt tầm bắn từ 4 đến 14 km, độ cao tác xạ từ 0,2 tới 10 km. Phiên bản đạn V-601 tăng tầm bắn lên 28 km, độ cao tác xạ từ 0,05 m tới 18 km. Về vũ khí chống ngầm, trên đề án 61ME được trang bị một bệ phóng ngư lôi 533 ly với 5 trái ngư lôi hạng nặng, hai bệ phóng bom phản lực chống ngầm RBU với 96 quả đạn và một trực thăng chống ngầm K-25 hoặc K-28. Đó là cấu hình nguyên bản của đề án 61ME khi về Ấn Độ vào thập niên 80. Trong quá trình sử dụng, đến thập niên 2000, với sự thay đổi về công nghệ, Ấn Độ đã tiến hành hiện đại hóa toàn bộ 5 tàu với mức độ khác nhau, nhưng chúng tôi xin phép đề cập tới 3 tàu còn lại đang hoạt động. Cụ thể, trong 3 tàu còn lại có 2 chiếc Ranvi D-54 và Ranvi J-D-55 đã được nâng cấp với 8 tên lửa hành trình chống hạm Brahmos đặt ở vị trí thay bệ phóng M1 Volna ở đuôi tàu, trong khi giữ lại bệ phóng tên lửa P-20M. Cả 3 tàu đều trải qua nâng cấp hệ thống phòng không với việc bỏ bớt một bệ phóng tên lửa M1 Volna để thay bằng tên lửa phòng không Barak-1 do Israel sản xuất có tầm bắn 12 km. Với cặp tàu D-54 và D-55 và trang bị tên lửa phòng không nội địa VLSRSAM cho chiếc D-52 Rana, loại tên lửa nâng tầm tấn công lên 80 km, độ cao tác xạ 16 km. Do đó, tuy Rana không được trang bị Brahmos nhưng đổi lại lại có khả năng phòng không mạnh nhất trong 3 tàu thuộc đề án 61ME. Hỏa lực pháo trên cả 3 tàu đều được thay mới bằng pháo hạm Otto Merara 76,2 ly tốc độ cao, hỏa lực chống ngầm được giữ nguyên vì không có cách nào hay hơn. Nhìn chung, tuy là các thiết kế từ thập niên 70 nhưng đề án 61ME của Hải quân Ấn Độ sau hiện đại hóa vẫn duy trì năng lực tác chiến đáng gờm. Nếu như trong trường hợp chúng được trang bị cho Hải quân Việt Nam, ta sẽ có vài lợi thế đáng kể. Thứ nhất là tăng cường khả năng phòng không tầm cao, tầm xa, bảo vệ biên đội tác chiến tổng hợp. Cấu hình nguyên bản với tên lửa phòng không M1 Volna, các tàu khu trục đề án 61 đã vượt trội các tàu hộ vệ nhỏ như Gepard 3.9 với tổ hợp phòng không điểm vốn chỉ có tầm bảo vệ không quá 10 km. Tuy M1 Volna là loại cũ nhưng trải qua việc nâng cấp, ví dụ như gói hiện đại hóa S-125VT hoàn toàn có thể nâng cao sức mạnh cho chúng trong các nhiệm vụ tác xạ mục tiêu mới như UAV, tên lửa hành trình cao tốc. Bên cạnh đó, trên hai tàu khu trục D-54 và D-55, Ấn Độ đã bổ sung hệ thống phòng không điểm phản ứng nhanh với tên lửa Barak
của Israel chuyên trị tên lửa tốc độ cao và UAV. Còn trên chiếc D-52, Ấn Độ đã chọn giải pháp hiện đại hóa với tên lửa phòng không tầm xa che đầu bảo vệ hạm đội trong phạm vi 80 km, độ cao tới 16 km, một con số không phải tệ. Thứ hai, đó là tăng phạm vi tác chiến chống tàu mặt nước với các tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đạt tầm bắn 290 km, tạo ra thế răn đe đáng gờm với mọi đối thủ. Thứ ba, đó là tăng cường năng lực chống ngầm khi mà đề án 61ME vốn được phát triển dựa trên một lớp tàu chống ngầm hạng nặng chuyên dụng thời Liên Xô, chuyên săn tìm các hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Mỹ trên các đại dương xa xôi. Do đó, ngoài hệ thống ngư lôi 533 ly, điều quan trọng là hệ thống sonar của chúng. Được biết, Ấn Độ đã hiện đại hóa hệ thống sonar với công nghệ nội địa của họ, tăng phạm vi trinh sát lên tới 40 km, một con số có nhiều ý nghĩa về hệ thống sonar hiện nay của Hải quân Việt Nam. Thứ tư là, với trang bị 1-2 tàu khu trục tên lửa, Hải quân ta không chỉ có thể tác chiến biển xa, dài ngày, mà còn bao quát được không phận, mặt biển rộng lớn, đặt các mục tiêu tiềm tàng vào tầm ngắm, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Theo quan điểm cá nhân của chúng tôi, nếu nhận được ít nhất 2 tàu, chúng ta có thể tiếp tục nâng cao trang bị cho Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, đặc trách vùng biển Nam Trung Bộ và quần đảo Trường Sa. Việc trang bị tàu cỡ lớn cho phép Lữ đoàn 162 chuyển bớt các tàu hộ vệ tên lửa Gepard cho các vùng hải quân khác như vùng 2 và vùng 3, vốn cũng đảm trách các vùng biển nóng bỏng. Không chỉ tuân theo cấu hình nguyên bản mà với một khung thân tàu khu trục tên lửa chắc chắn như đề án 61ME, hoàn toàn có thể nghĩ tới việc Việt Nam có thể nhảy vào nâng cấp sâu rộng con tàu với các yêu cầu riêng của chúng ta. Một thiết kế tàu khu trục tên lửa cho phép ta nghĩ ra nhiều thứ hơn so với khung thân tàu hộ tống săn ngầm 1.000 tấn như Pohang khiến giấc mơ độ chế tên lửa VCM gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, chúng tôi có thể nghĩ tới việc với thành tựu của chương trình cải tiến tăng hạn tên lửa S-125VT, ta có thể áp dụng giải pháp tương tự về hệ thống M1 Volna trên đề án 61ME. Biết đâu, những nghiên cứu về hệ thống M1 Volna có thể góp phần để ta tạo ra hệ thống phòng không tầm trung xa trên giấc mơ chiến hạm 5.000 tấn hàng nội địa. Ngoài ra, nền tảng tàu khu trục đến 5.000 tấn như đề án 61ME sẽ là nơi không thể hợp lý hơn cho việc trang bị từ 8 đến 16 tên lửa hành trình chống hạm VCM hoặc K-35 Urane. Cùng với BrahMos ở tầm xa, ta sẽ có VCM và K-35 SPAM ở tầm gần và tầm trung tạo ra một chiến hạm tên lửa hùng mạnh. Giấc mơ nó là như thế. Xin nhắc lại, trên đây là quan điểm cá nhân của Vietnam Defense. Còn thực tế, hiện nay chưa có thông tin về việc ta sẽ đề xuất Ấn Độ cung cấp thêm tàu hộ tống nhỏ kiểu Kipan, chưa nói tới các tàu khu trục cỡ lớn. Nhưng dẫu sao, chúng ta cũng có quyền hy vọng hải quân của ta có thêm các trang bị hiện đại nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu. Nhất là phòng không tầm xa, bảo vệ biên đội lẫn khả năng tiến công tầm xa, đáp trả đối phương. Tôi tin rằng ai cũng sẽ mong muốn như vậy.